Em này chơi đây, Calista hả? Bây giờ lên vàng xi băng á, đời chưa đi xe ba lần nào luôn á, gần chốt từ hôm qua. Cái đó là chốt chốt kỳ thôi, chưa chốt khung mà, khung cuối năm nó mới chốt á. Làm game mát ha, nãy chơi với nát. Khi nào gặp đời tôi chạy lên âm đờ. Được thôi, được thôi. Tôi phải ba ba lại xin phần ba kêu 5 tỷ, 5 triệu chứ còn. Ba chấp phần là phải đưa 3 5 triệu á. Gì? Nếu đưa lên xe ba thì vô nhà tớ ngủ nghỉ free view sáng sớm bao đẹp. Nhìn ghê vậy. Có mới nói nha. Không mới nói nha. Cái đen. Chạy lại cái này xíu đừng trách sao đỡ bắn hết nha. Trời ơi, chơi Chitana bị Akali slow kill, tin được không? Ông kia ổng không có nhảy số bằng tôi á. Tôi và con nó cấp 3, nó cấp 3 nó nghe luôn, e luôn cái giết hai. À, phải đó phải khó, phải đó đọc để hỏi sức phải cao lắm, trình phải cao lắm. Do tôi tin tưởng đồng đội quá đúng không? Sao mấy ông này hay có cái kiểu mà kiểu cái quay đang đang dậy cái tự nhiên chạy ra mất tiếp lắm nha. Chứ là ghét nha. Quay này chạy ra mất tiếp chi trời. Đừng nó lên trên mà. À gần cái đầu game tự nhiên khó luôn. Game chắc farm tí là phải có về lên đồ thì mới quýnh thế win được. Đầu game quýnh vô thế hơi xấu. Tiền đen đâu, ok. Mà ăn mạng đi. Trời ơi, bích con đó vô counter được mọi cái đó, không tiền đen chứ. Xíu nữa chết, chết phần này cút luôn á. Đẩy phủ ấy, đẩy phủ, đẩy phủ. Ngon, trở lại được đua. Tin tưởng đồng đội quá, lỡ pha đó nó không bút e mình chết sao ta. Lát, 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 lát gờ. À, gần nó chết lên trên. Lên trên. Đen. Ôi, ôi, chạy lại dưới bro. Anh này ngủ dưới đây rồi. Hello there. Nào xanh nó chơi. Ông nào mấy ông nào thấy con Nearly có con Nearly Nearly nào bị Japan out gần. Ủa phòng 49 đi phòng 48 ngủ với bot mà. Quýnh Nearly mà phòng thua Japan. Nó quýnh cho bot mình cúp luôn mà. Yếu xìu luôn. Không có đồ luôn. À, chết lắm. Ây da. Coi đầu bắp cải gánh. Cái bộ win sẵn mà, win nặng luôn, cứ lên chạy lên top. Ủa xong di chuyển đi. Này nó làm gì nữa không? Chạy này nó lùi rồi. Cắm hai mắt dữ vậy. Nó cắm cho Calitabi hết à. Cắm dữ vậy. Mình kia đánh, đánh đúng điều kiện thắng quá. Sao cái này win em ơi. 0-3 nhưng mà xíu mình mạnh lắm. 0-3 vậy thôi, nhìn 0-3 vậy thôi chứ xíu mạnh lắm. Vậy người bị cam ở đây người ta đang vượt khó mà ở trên đầu hàng trên xanh mà đầu hàng rồi. Không chơi Japan cho. Chơi Japan cho farm 1 dữ rồi. Farm ác.
Những farm dữ người ta. À, để lát áo thì không bài gì hỏi siêu ghê lắm. Cam người cũng có quy định đâu. Cam đơ có kia trên nó gánh mà. Rồng thôi. Á thằng cỏ. Top mid nhà người ta. Không ba gì mà lạ lắm. Năm mươi giây có gờ. Vậy. Khi nào đánh 10 trận mặc định vậy đen. Không bằng network nha. Này đỡ không gõ nữa. Yeah. À, game này trừ một clip à. Thôi bot chứ mid đi. Bỏ cái top đi. Lầm. Đại bản tiện sẵn sàng, 3, 2, 1, cắm mắt, quy. Rồi, không có mắt rồi. À, lấy cái gì? Cái áo tràng nó giùm được á. Để tôi cho nó cái gờ nè. Không bắn gờ, mấy pha này không bắn gờ. Giờ mới bắn gờ nè. Đấy, 1-3 xíu nó lại 5-3-7. Học sinh nghèo vừa khó. Cam đờ quá. Thấy đầu stream mới cam đờ quá. Lúc đỡ stream đâu cam đờ kiểu này đâu. Anh em nhấn like, subscribe kênh cho tao nha. Cảm ơn em nhiều. Oh.